Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẫu nhà phố các bạn nhé. Mẫu nhà phố một đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Long ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, thì với kích thước đất là một chiều là 5m và một chiều là 11,2m, thì anh có yêu cầu là xây dựng căn nhà phố 3 tầng và tầng 1 thì anh sử dụng để bán hàng các bạn nhé. Thì hôm nay thì công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ cho các bạn cái bộ hồ sơ cái mẫu nhà phố mà đơn vị của tôi đã thiết kế cho anh Long và đã bàn giao hồ sơ cho anh rồi. Thì hôm nay thì mời các bạn cùng tôi sẽ quan sát cái bộ hồ sơ nhà phố đẹp này các bạn nhé. Thì với cái không gian của không gian nhà phố hai mặt tiền này, cái kích thước đất hai mặt tiền tại thành phố Yên, thì anh chị đã các bạn quan sát thì chúng tôi đã dựng thành cái video như này để các bạn nhìn này. Nó rất là trực quan, đây là cái góc phố đấy, nhà hai mặt tiền, cái phần góc vát thì ở dưới tầng 1 sử dụng để kinh doanh, còn tầng 2, tầng 3 thì để ở các bạn nhé. Thì với ngôi nhà phố mặt hai mặt tiền như này thì các bạn hãy tận dụng tối đa để chúng ta sử dụng để kinh doanh. Thì đơn vị chúng tôi đã làm cái video view 360 độ để cho anh chị nhìn góc nhìn chân thực nhất về ngôi nhà mơ của mình. Thì với cái công nghệ 3D như này thì các bạn sẽ hình dung được ngay ngôi nhà của chúng ta như thế nào và các cái vị trí không gian tầng ra làm sao, thì các bạn sẽ nhìn được cái toàn cảnh không gian của ngôi nhà mơ ước của chúng ta. Thì các bạn hãy tìm đến những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn sẽ nhận được những cái mẫu nhà và các cái hình ảnh nó đẹp nhất. Và để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào ấy, thì các bạn hãy lên cái website thì các bạn gõ từ khóa Phạm Văn Tuân thì sẽ trả cho các bạn trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân ấy, thì các bạn sẽ nhận được các cái thông tin. Thì ở đây để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để đăng ký. Khi các bạn vào kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn click vào cái nút đăng ký này, sau đó các bạn rung chuông ở góc này nhé. Đấy, các bạn rung chuông ở đây thì chúng ta sẽ nhận được một cái thông báo mỗi lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green tôi sẽ phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân, thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo là các bạn làm đúng như tôi hai cái kích chuột, một là ấn vào nút đăng ký, hai kích chuột vào cái chuông này. Đấy là cái thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai thì các bạn sẽ nhận được các cái thông báo nữa là các bạn vào website 1001mẫunhadep.com. Ở website này thì đơn vị chúng tôi cũng tổng hợp tất cả các mẫu nhà phố ở đây, thì các bạn kích vào mục nhà phố này thì các bạn lăn chuột xuống thì các bạn tìm được cho mình một cái mẫu nhà phố ưng ý. Để các bạn tìm được cái mẫu nào thì các bạn hãy gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0386325566 thì đơn vị chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn nhé. Đấy là hai cái thông tin để chúng ta tìm hiểu về cái mẫu nhà. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại với cái không gian ngôi nhà phố này. Thì với cái không gian ngôi nhà phố này thì các bạn sẽ nhìn đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho anh Long và chị Cúc ở thành phố Hưng Yên. Thì khi đơn vị tôi đến khảo sát hiện trạng đất ấy, thì các bạn nhìn thấy khu đất hai mặt tiền. Đây là mặt phía trước đường lớn và mặt này đường lớn nữa. Thì hai mặt thì anh tận dụng, anh có nguyện vọng là tận dụng tối đa để sử dụng để bán hàng. Thì kích thước nhà phố rất là các bạn biết là mua đất phố rất là đắt đỏ, thì chúng ta sẽ tận dụng cái không gian nhà phố ở tầng dưới để các bạn sử dụng làm bán hàng để tạo ra cái lợi nhuận. Thì điều này là điều rất là cần thiết. Thì không gian ở dưới tầng dưới thì vừa bán hàng và anh chị có yêu cầu làm cái gác xếp, cái gác để có khách khứa thì sẽ lên trên gác thì không ảnh hưởng bán hàng phía dưới. Thì đơn vị chúng tôi cũng đã làm theo cái yêu cầu của anh. Thì phía ở tầng dưới này chúng tôi sẽ sử dụng cao hơn để chúng ta tận dụng cái gác ở phía trên và được ốp đá màu vàng để tạo ra cái điểm sang trọng và để thu hút nhiều cái của cải tài lộc đến gia đình hơn. Thì chúng tôi sẽ ốp cái màu vàng thể hiện sự sang trọng và tạo ra hai cái phần cửa theo hai hướng đường. Thì các bạn quan sát, thứ nhất là cái cửa cuốn hướng này là hướng ra đường lớn và cửa cuốn hướng nhỏ bên đây là hướng ra cái đường góc phố. Đấy, thì hai cái hướng này khách hàng có thể đi vào được hai cửa chính các bạn nhé. Còn cái phần phía tầng trên đây là phòng ngủ này và các vị trí ban công này. Đấy, và trên này là khu vực phòng thờ này và khu vực trí phơi đồ, và chúng ta có thể ngắm để bàn uống nước cà phê này từ trên này ngắm phố các bạn nhé. Đấy về mặt kiến trúc ở dưới tầng 1 thì ở đây các bạn sẽ nhìn ở góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn được toàn cảnh hai mặt tiền của công trình. Tôi sẽ view gần và tôi sẽ bôi cái không gian sáng nhất ở khu vực này. Thì cái khu vực này nhé, thì các bạn nhìn ở dưới tầng 1 đây thì chúng ta góc nhìn này chúng ta sẽ nhìn được hai mặt tiền luôn các bạn nhìn. Đấy, và các cái sự bố trí màu sắc, sự trẻ trung của công trình đấy,
Các bạn nhìn đây là cái phần phía trên này, bố trí cái cục trồng hoa này, đấy, lấy ánh sáng này. Và chỗ vị trí này thì các bạn nhìn thấy cái phần không gian trống để chúng ta có thể đặt bàn uống nước uống cà phê trên tầng 3. Và phía trên này thì chúng tôi sẽ làm một cái lam, lam bằng bằng thép thôi các bạn nhé, không phải bằng bê tông cốt thép nữa, bằng chỉ bằng thép thôi. Sau đó sơn tĩnh điện màu đen để tạo ra điểm nhấn ngôi nhà. Và đây là cái phần ô kính ánh sáng, để phía sau là phần phơi quần áo phía sau, giấu hết phía sau để tạo ra không gian. Rồi các bạn sẽ tiếp theo tôi sẽ phân tích cho các bạn với cái góc nhìn. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấp hơn từ ghế hất lên này. Thì với đội ngũ các kiến trúc sư trẻ nhiệt tình năng động thì chúng tôi tạo ra những cái ngôi nhà rất là trẻ trung và đẹp với phong cách của phố phường. Thì các cái ô và các cái ô cửa thì làm bằng nhôm sifa hết các bạn nhé, và kính tạo ra cái không gian sáng cho không gian nhà. Đây các bạn nhìn không gian mặt đứng phía trước của công trình. Đây cái mặt đứng đơn vị chúng tôi tạo ra. Đó, các bạn nhìn cái mặt đứng phía trước này. Đó. Rồi chúng ta sẽ đến với không gian nội thất nhé. Thì ở đây thì khi bố trí đồ đây, các bạn nhìn cái không gian nội thất của công trình tại cái vị trí này, thì các bạn quan sát là khi khách bước vào hai khu vực cửa chính này, hai cửa chính này vào sẽ vị trí ngồi ăn uống đây. Đó. Và đây là anh chị có thể bán hàng bánh, cho nên là khách ngồi lại để ăn ở quán là rất là ít, hầu như là đa số là mua về luôn các bạn nhé. Đấy, còn tại vị trí này thì các bạn sẽ bước bên đây ra đây lên trên tầng trên. Còn ở phía này thì khu vực bếp nấu nướng và khu vực bàn ăn. Đấy, còn các bạn đi vào đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh ở cái khu vực này. Đấy, ghế tầng 1. Thì tiếp tục thì các bạn sẽ di chuyển lên có cái phần với các set phía trên nhé. Ở đây chúng ta sẽ đến với cái các set này. Với lần dưới tầng 1 thì chúng ta sẽ đến với cái các set đây. Các bạn quan sát đây là cái các set này. Khi các bạn đi lên trên tầng ấy, thì chúng ta sẽ lên cái các set này trước. Ở cái các set này khi các bạn lên trên đây thì các bạn sẽ quan sát đây là khu vực các set, để chú ý khi có khách của gia đình thì các bạn sẽ lên trên đây. Chúng ta ngồi nó sẽ yên tĩnh hơn. Đấy, còn đâu sau đó cầu thang các bạn tiếp tục chúng ta lên trên này. Lên đây thì các bạn sẽ lên trên tầng 2 nhé. Cái các set đầu ta sẽ lên trên khu vực tầng 2. Đây ở vị trí tầng 2 thì các bạn quan sát là chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Chúng tôi sẽ bố trí 3 phòng ngủ. Đây. Từ vị trí cầu thang chúng ta đi lên đây khu vực trung tâm. Tại vị trí trung tâm này thì các bạn lấy gió ánh sáng đi vào nhà. Còn giống như giao thông ấy, lên trên không gian nhà này thì chúng ta sẽ có tầng chung này, sau đó thì các bạn mới đi vào này. Đi sang hướng bên đây thì chúng ta sẽ đi vào đây là cái phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ số 1. Tiếp tục chúng ta di chuyển góc này đến phòng ngủ tiếp theo. Đấy, phòng ngủ số 2. Và các bạn di chuyển sang đây thì chúng ta sẽ phòng ngủ số 3. Đấy, phòng ngủ số 3 đây. Thì ở trên tầng này chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Và ở đây sẽ có một cái phòng vệ sinh ở đây. Các bạn là phòng vệ sinh chung ở trên tầng 2, phòng tắm và nhà vệ sinh chung trên tầng 2. Và các bạn tiếp tục đi theo gác này lên trên này thì chúng ta sẽ đến với cái không gian tầng trên cùng nhé. Đây, để khu vực tầng trên này thì các bạn sẽ thấy là không gian của khu vực phòng thờ. Khi các bạn đi lên trên này thì chúng ta sẽ đi vào đây. Sang bên này là khu vực phơi đồ này. Đấy, tiếp tục sang đây. Đây là khu vực phòng thờ ở đây. Và thẳng cái khu phòng thờ này thì chúng ta đi ra cái phía này, phía ban công. Ban công này thì các bạn có thể đặt cái bàn. Chúng ta sẽ ngắm khu phố phường buổi tối. Để các bạn nhìn. Đấy là không gian nội thất. Tất cả các cái phòng tôi đã chia sẻ cho các bạn. Thì đơn vị chúng tôi đã đến khảo sát nhà anh Long. Thì đơn vị tôi, đây tôi sẽ mở cái video cho các bạn quan sát ở trên kênh này. Mẫu nhà phố xem khảo sát ở Hưng Yên. À đây, không gian đây, cái phần này thì đơn vị tôi sẽ phát video trực tiếp để cho các bạn nhìn. Đây các bạn nhìn cái không gian đất của anh đây. Đây cái vị trí đất, cái ô đất này. Đấy, anh em chúng tôi đến khảo sát thì các bạn nhìn đúng cái vị trí ô đất này. Thì hôm khảo sát là hôm 13 tháng 11
13/1/2019 đấy các bạn nhé. Đấy thì khu vực đất này thì các bạn phải xem lại cái video này chúng tôi đã phát cho các bạn, và chúng tôi tư vấn đây là cái phần khu vực phố đấy. Đấy, đường phố rất là rộng, các bạn nhìn rộng rãi luôn. Đấy, cái chỗ từ phía cái cây này thì các bạn nhìn đây, đây các bạn nhìn hai mặt tiền đấy, đây khu đất chỗ cây hoa này, đây các bạn nhìn đây, đấy, khu đất hai mặt tiền luôn các bạn nhé, hai mặt tiền rộng rãi. Đấy, đây là cái phần chia sẻ của đơn vị. Bây giờ thì các bạn sẽ đến với cái hồ sơ bản vẽ này nhé, thì chúng ta xem là cái diện tích từng phòng rồi các cái thông số cụ thể thì các bạn sẽ nhìn, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ đến từ tầng 1 trước. Đây thì các bạn, đây là cái hồ sơ bản vẽ kiến trúc thì gồm có 32 trang. Đấy, với chi tiết thứ nhất thì chúng ta sẽ đến với kích thước đây. Đấy, khu vực bán hàng là 37 m², khu vực bếp là 13 m². Đây, kích thước là 11,2 m. Đây, chúng ta dưới tầng 1 nhé. Một thì các bạn nhìn này. Đó, khu vực tầng 1 này. Đây, khu vực bán hàng là 37 m² này. Khu bếp là 13 m² này. Đấy, khu vực phòng tắm nhà vệ sinh đây. Đấy, hai cửa để chúng ta sẽ đi vào để chúng ta sẽ mua hàng này. Hai cửa này mở tối đa cái mặt tiền các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ cứ một bản vẽ 2D thì chúng tôi sẽ có một cái bản vẽ 3D để cho các bạn nhìn. Đấy, khi các bác thợ thi công thì nhìn rất là dễ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần thông tầng, và đây là khu vực cái gác phía trên đấy, thì khu vực phòng khách này là 25 m². Đây các bạn nhìn đây, phòng khách này 25 m² các bạn nhé, của phòng khách để gác lửng đấy, gác lửng phía trên để chúng ta tiếp khách. Tiếp theo thì các bạn sẽ đến với cái không gian 3D của cái phòng gác lửng đây. Để cứ bản vẽ 2D có bản vẽ 3D cho các bạn. Tiếp theo đây là khu vực vị trí các cái phòng ngủ trên tầng 2. Đây các bạn nhìn này. Trên tầng 2 đây thì chúng ta khu vực cầu thang ta đi lên đây thì phòng ngủ số 1 của chúng ta 15 m², phòng ngủ số 2 13 m², phòng ngủ số 3 13 m². Đấy các bạn nhìn, và đây là khu vực cầu thang, khu vực nhà vệ sinh là 3 m². Đấy, chúng tôi phải bố trí rất là khéo léo thì mới được cái không gian như thế này với kích thước nhà. Vì tận dụng thì không gian anh ở cái góc thì anh được đua ra, được đua rộng ra thì các bạn sẽ nhìn nó sẽ rộng hơn một chút so với không gian. Đó. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ tiếp theo nhé. Đây là cái bản vẽ 2D thì chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ 3D. Đấy, không gian bố trí các cái vị trí đầu giường, tủ ngủ. Đấy, không gian 3D đây các bạn nhìn. Tiếp theo này thì ở đây là khu vực phòng thờ phía trên này. Đấy, thì các bạn nhìn khu vực thờ thì đây khu vực giặt đồ, phơi đồ là 20 m², ban công 17 m², phòng thờ 16 m². Đấy các bạn nhé, đấy khu vực tầng trên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các cái bản vẽ 3D này. Đấy, bản vẽ cái phần mái phía trên này, đấy, cái nam bằng thép ấy. Đấy, vừa cái bố trí này, các bạn nhìn cái 3D. Đây là trên là cái tấm kính nhá, để lấy ánh sáng. Rồi chúng ta sẽ đến các cái chiều cao này. Chiều cao nhà nhá. Thì ở đây cái tầng phía dưới, các bạn bố trí tầng phía dưới là tầng có cái khu vực chúng ta có cái gác xếp ấy. Thì ở đây thì các bạn nhìn là chúng ta sẽ có thứ nhất là cái chiều cao của cái khu vực phía dưới là 2m4 cộng với 2m4 là 4m8 cộng với cái chiều cao của phần móng nữa là 4m45 nữa, thì tổng cái chiều cao của cái tầng 1 của chúng ta là 4m8 các bạn nhé. Đấy, 4m8. Đây, các vị trí cao tầng thì đơn vị tôi cũng đánh hết đi rồi. Đây, đây các bạn nhìn đây, thứ nhất là cái cốt 00 của tầng 1 đây, và tầng lửng chúng ta là 2m4 này. Tiếp tục đến tầng 2 là 4m8, tầng 3 là 8m1, và tầng trên cùng là 11m4. Để trên tầng cao nhất trên cùng đấy. Đấy, các bạn nhìn các vị trí tầng mái này. Đấy, trên chiều cao của không gian nhà. Đây các bạn nhìn mặt đứng phía trước đây. Đấy. Đây các bạn nhìn không gian mặt đứng phía trước, các vị trí các chiều cao tầng 2m4, 4m8, 8m1 và 11m4. Đấy cái chiều cao tầng. Thì qua cái video này thì đơn vị tôi chân thành cảm ơn gia đình anh Long chị Cúc đã ủng hộ công ty thiết kế nhà đẹp Green.
Thì chúc gia đình anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Để các bạn không bỏ lỡ bất kỳ một video nào thì chúng ta nhớ lên kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Thì ở đây chúng tôi có các đội ngũ, các kiến trúc sư thiết kế nhiệt tình, năng động để phân biệt giữa đơn vị thiết kế chuyên nghiệp và hoạt động mạnh mẽ. Thì các bạn có các yếu tố số 1 thì các bạn phải xem là cái đơn vị đó có các cái mẫu nhà mới không và có nhiều các cái không gian mới để cho các bạn tham khảo hay không, và có cái đội ngũ để cho các bạn thực hành thi công làm. Thì ở đây các bạn nhìn có đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Phương Linh, có đội ngũ các kiến trúc sư sẵn sàng phục vụ tất cả các bạn đội ngũ. Và thứ tiếp theo thì các bạn quan sát cái yếu tố tiếp theo là các bạn xem có thể hoạt động liên tục không. Đây các bạn nhìn, chúng tôi ngày hôm qua tôi đi tất cả 3-4 tỉnh thành đi liên tục để bàn giao những cái bộ hồ sơ. Đấy, các bạn nhìn liên tục luôn. Đó. Thì cái yếu tố này nó rất là quan trọng, thể hiện cái công ty hoạt động mà rất là mạnh mẽ. Tiếp theo thì chúng ta là tìm xem là những cái phần đánh giá của khách hàng cũ đối với công ty như nào, các cái nhận xét và những cái ngôi nhà mà đơn vị chúng tôi đã làm. Và phần quan trọng nữa là phần đặc biệt là đơn vị chúng tôi cũng giám sát cái hạng mục kết cấu rất là chi tiết cẩn thận cho gia đình. Thì cái yếu tố này rất là quan trọng, thì chúng tôi là đơn vị vừa tham gia thi công vừa tham gia thiết kế, chúng tôi rất hiểu những điều các bạn đang chuẩn bị xây nhà và mong ước của các bạn như nào, chúng tôi sẵn sàng phục vụ cho các bạn. Các bạn nào mà cần tư vấn thiết kế thì hãy liên hệ ngay với đơn vị chúng tôi theo số hotline 0386325566. Cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Để sau đây thì các bạn có một cái video tiếp theo thì đơn vị chúng tôi cũng tạo ra một cái phần mềm để khi khách hàng chỉ cần nhập nhập năm sinh vào thì có biết được hướng nhà và tuổi của gia chủ có làm được nhà hay không, hay thứ hai là có các cái màu sắc của nhà phù hợp như nào và cái phần hướng nhà như nào, thì chúng tôi có một cái phần mềm nội bộ riêng. Thì mời các bạn sẽ theo dõi video tiếp theo chia sẻ các bạn cái phần mềm nội bộ của công ty thiết kế nhất đẹp Green. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một cái phần rất là quan trọng là trong năm 2020 thì rất nhiều gia đình mong muốn chúng ta xây dựng căn nhà mơ ước. Công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi cũng đã tạo ra được cái form để cho tất cả các chủ nhà có thể tra cứu được. 1960 đây là nam, chúng ta có thể lựa chọn là nam hoặc nữ, thì chúng ta xem hướng nhà như nào thì tôi ấn vào nút xem ngay. Khi ấn nút xem ngay ra thì các bạn quan sát sinh năm 1960 hướng tốt là hướng bắc. Nếu mà nhà quay ra hướng bắc tốt thì là phúc lộc khỏe vẹn toàn. Thứ hai, nếu mà sử dụng là hướng nam, đây là những hướng tốt, thì hướng thiên y để gặp thiên thời được che chở. Và hướng tiếp theo là hướng đông thì được mọi sự ổn định. Còn hướng tiếp theo tốt nữa là hướng đông nam, phục vị được sự giúp đỡ. Thì rất nhiều gia đình là xem tuổi nhà có phù hợp không để xây dựng trong năm 2019. Thì ở đây thì tôi cũng lấy cái tuổi của 60 đây, năm xây nhà năm 2019 thì hết rồi, thì chúng ta chọn năm 2020 đây, năm xây nhà 2020. Thì tôi ấn vào nút xem ngay thì nó sẽ ra kết quả này. Đấy, khi các bạn nút xem ngay thì nó sẽ trả ra kết quả. Ở đây thì cái kết quả khi các bạn xem nhà dành cho người sinh năm 1960 thì năm dương lịch là 1960, thì năm âm lịch là Canh Tý, và năm xây dựng nhà là 2020. Thế thì ở đây có phần mềm nó tính toán sẵn rồi thì nó chỉ trả kết quả luôn. Còn việc tính tam tai kim lâu rồi hoang ốc như nào thì có phương pháp tính, chúng tôi đã viết phần mềm ra rồi để tính toán luôn. Thì ở đây thì xem tam tai có phạm không thì tôi bôi đỏ bôi đen này. Để về phần tam tai năm xây nhà năm Canh Tý, như vậy về phần tam tai là không phạm tam tai. Thứ hai là kim lâu năm 2020 thì gia chủ sang năm là 61 tuổi thì tuổi âm thì không phạm vào kim lâu. Về hoang ốc năm 2020 thì gia chủ 61 tuổi tuổi âm thì năm đó tiến hành xây nhà không phạm vào hoang ốc. Về cái cách để chúng ta xác định cái tuổi thì có cái phần mềm hết, đội ngũ các kiến trúc sư nhà đẹp Green sử dụng cái phần mềm nội bộ để xử lý. Thì tiếp theo là về cái màu sắc, thì một yếu tố thứ ba đó là màu sắc để các bạn lựa chọn được cái ngôi nhà mới của mình về phần màu sắc như thế nào. Thì chúng tôi cũng chia sẻ cho các bạn về phần màu sắc. Thế thì ở đây cũng tương tự, thì chúng ta sẽ nhập năm sinh của chúng ta vào
bé sinh 1960, tôi sẽ kéo vào năm sinh 1960. Thì các bạn kéo đến 1960 đây. Đấy. Và nam thì ấn vào nút xem tuổi hợp với chủ nhà. Thì các bạn ấn vào đây. Khi mà ấn vào đây thì các bạn nhìn đi, thì cái kia là cái quy luật ngũ hành về màu sắc. Thì với người sinh năm 1960 canh tí thì phù hợp các cái màu sắc ở phía dưới đây. Đây là những màu sắc là về niên mệnh thì là mệnh mộc, về mệnh thì là mệnh thổ, niên mệnh thì mệnh mộc, mệnh thổ. Thì ở đây chúng ta tập trung niên mệnh thì những cái màu sắc này phù hợp với cái tuổi của gia chủ. Để cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cuối video clip này. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân, và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chúc các bạn nhiều thành công trong cuộc sống.